Mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ, em chào chị Ngọc Lan. Em chào anh Quyền Linh và bạn trai bên kia. Rồi, em chào khán giả. Em tên là Mơ, em quê ở Cà Mau. Cái gì Mơ em? Quang Kiều Mơ ạ. Quang Kiều Mơ hả? Dạ. Tên lạ mà tên đẹp hay ha. Quá ha. Dạ. Rồi, mời em trai. Em chào anh. Em rồi chào em, tất cả anh chị em trường quay. Em tên Ngụy Thiên Ích. Ngụy Thiên Ích hả? Đúng rồi. Trời, tên còn lạ nữa. Bên kia dạ. Quang Kiều Mơ là cũng lạ rồi. Ở đây là Ngụy Thiên Ích. Dạ. Em là người Hoa đúng không? Đúng rồi, em gốc Hoa. Em thì làm sale thời trang cho một hãng công ty. À, sale thời trang. À, công việc thì cũng thoải mái, thời gian giờ giấc được. Dạ, mời nhà gái. Em làm ở đâu? Em đang làm ở quận nhất á chị. À, em đang làm công ty kinh doanh lốp xe. Em làm bộ phận nào? Em làm bộ phận kế hoạch ạ. À? Kế hoạch. Thật ra là em làm quận nhất nhưng mà em ở Bình Dương. Ủa sao vậy? Dạ. Cô gái này là đang ở Bình Dương đó nha, không biết nhà trai là đang ở đâu. Em thì ở Sài Gòn, còn ở chung với lại gia đình. Em ở gia đình ở quận mấy? Ở bên quận 6. Rồi nhà gái nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Thật ra là nếu như về ưu điểm thì cố gắng lắm thì chắc cũng tìm được một ưu điểm thôi, là em có thể đồng cảm với người khác. Nghĩa như mọi người mà có tính tâm sự gì đó thì em có thể đồng cảm được. Thì nói chung là mình miễn cưỡng mình coi như là một ưu điểm. Tại vì em hầu như là em thấy phát khuyết điểm thì em nhiều hơn. Nên là nếu có thể liệt kê thì một danh sách, nhưng mà mình cứ liệt kê một hai cái. Ví dụ như là em vụng về trong việc cái mức, cái vấn đề mà làm dâu thì nó cũng là một trong những cái trở ngại. Và thêm một cái nữa là em hơi bị cọc tính đó chị. Nói chung là nó cũng thất thường mưa nắng. Nên là hôm nào mà kiểu áp lực công việc hay là tâm trạng không được tốt lắm thì em hay cọc tính, là nói chung là bất chấp người nhà bạn bè gì vô là em la hết. Vậy đó hả Mơ? Tên Mơ mộng quá mà sao mà tới dạ mức mà cọc lên là bất chấp luôn á hả? Thật ra là con cũng đang điều chỉnh một chút nhưng mà không biết điều chỉnh khi nào chứ. Phải điều chỉnh đi em ơi, cọc lên mà bất chấp là cũng mệt lắm á. Thật ra là cái câu chuyện mà mình vụng về á thì mình không có thể nào liên đới đến cái việc là mình trở ngại trong cái việc làm dâu. Tại vì quan trọng là mình có muốn làm dâu hay không. Chị thấy em còn một ưu điểm nữa, hay là do em khiêm tốn, là em rất là xinh đẹp, rất là dễ thương luôn. Nha, phải tự tin về cái đó nha. Bây giờ em đang suy nghĩ có phải không nha. Nhà gái của tôi khiêm tốn lắm. Dạ, thường mình xinh đẹp cũng đừng nói ra, để người khác nói ra hay hơn. Nhà trai nè, ưu điểm, khuyết điểm thì là gì nè? Ưu điểm của em đẹp trai. Đẹp trai. Ưu điểm của em là không trầm, hoạt bát, năng động, luôn luôn muốn học hỏi nhiều thứ trong cuộc sống, trong công việc cũng vậy. Khuyết điểm thì theo góp ý của nhiều người thì nói hơi bị nhiều, chưa đủ độ tinh tế. Cũng hay ha, bạn nhận ra là bạn đủ độ tinh đúng tế rồi. Là cũng hay đó. Cái thường nói là nhiều hay va vấp, mà va vấp thì thiếu nhiều khi nó thiếu tinh thể trong nhanh gì đó, nó cũng hay nói tùm lum la hồi, đôi khi nó cũng có trật chứ bộ. Dạ không lo, nhưng mình biết được thì mình khắc phục được. Để tôi qua tôi coi nhà gái xinh đẹp cỡ nào. Trời ơi. Nhà trai tôi cũng phong trần lắm. Tôi ít khi nào khen ai chứ, mà tôi khen là phải có lý do. Dễ thương, xinh xắn, chừng nào thì lấy chồng được? Hiện tại thì không được. Hiện tại thì không được. Tại vì thực ra là tuổi của con cũng 30 mấy tuổi rồi. Cái này nhà trai chịu nè, trong chế độ chờ sẵn đó. Thành ra nhà trai có rất là nhiều thuận lợi ha. Có mấy mối tình rồi? Con chỉ có một mối tình thôi, nhưng mà từ sau khi tốt nghiệp đại học thì cũng lâu lắm rồi. À, dạ, yêu mấy năm? Chưa được một năm. Là mối tình đầu tiên luôn, duy nhất luôn hả? Rồi sao chia tay? Con đi làm trên này, còn bạn thì ở quê. À, liên lạc nó không được thường xuyên lắm, nên là một thời gian kiểu như xa mặt cách lòng đúng không? Không biết có cách lòng hay không, nhưng mà chắc là cảm thấy không thể tiếp tục, nên là quyết định dừng lại. Rồi, vậy thì cũng không có gì sâu đậm hết trơn á. Để coi bên đây có cái gì sâu đậm không? Coi bạn trai bên kia có đường tình duyên sao? Sao? Em thì là có trải qua 3 mối tình. Có một mối tình là còn nhỏ quá, chưa có sâu đậm. Một mối tình là lớn hơn tuổi, và một mối tình là 6 tháng trước. Ừ, mới 6 tháng rồi đó hả? 6 tháng mới chia tay 6 tháng hả? Nhiều khi nó cũng không sâu đậm, cho nên là mấy năm mà chia tay 6 tháng? Quen nhau 9 tháng. Ta ráng 10 ngày nữa là ngon. Quen có 9 tháng chia tay là sai rồi. Ông có 3 mối tình nha, mình nghe mình thấy hoành tráng. Mối tình đầu tiên còn nhỏ xíu rồi, chắc lúc đó học cấp 2, cấp 3 gì đó. Rồi cái mối tình mới đây thì chia tay mới 6 tháng, hỏi quen nhiều quen 9 tháng. Ủa rồi cái khúc giữa là quen bao lâu? Cái mối tình
lớn hơn tuổi là quen nhau được 1.5 năm. Năm rưỡi là chắc sâu đậm ạ. Nhưng mà phía của em là cảm thấy không có thích hợp với người đối phương. Nghe cô này nói có gì thấy thích hợp không? Thấy có hợp không? Thấy tính cách cũng hợp. Thấy có vô như thế nào? Có. Ráng sau này quen cho bằng mọi giá, ráng vượt qua cái 9 tháng 10 ngày là bảo đảm là nó sẽ bền bỉ. Đó, bây giờ mình muốn có một người yêu như thế nào nè? Tới cái tuổi, nói chung là muốn có một gia đình, một nơi để quay về. Nói chung là một nơi có một người phụ nữ và đứa con chờ đợi. Đơn giản vậy thôi. Thì sự chân thành là phải có, căn bản là hướng nội. Em chỉ cần như đó thôi. Ngoại hình em có mong muốn gì không? Ngoại hình thì bình thường được rồi. Cô gái bên kia là nhỏ nhỏ dễ thương lắm. Dạ. Điều kiện đưa ra của nhà trai khó không? Cái chỗ hướng nội thì cũng không chắc. Dạ, mình hướng ngoại đúng không? Ngừng lĩnh chứ nhiều. Ngừng lĩnh chứ nhiều. Ở chân giữa hả? Dạ. Mình hoài tốt quá. Thôi. Hướng nội hướng ngoại cũng được. À, để con hỏi bạn kia một câu được không? Rồi hỏi đi. Bạn bên đó có yêu cầu về chiều cao của bạn nữ? Chiều cao thì lùn hơn em mà được rồi, đỉnh cao hơn em. Ngon. Lùn hơn nhưng lùn hơn nhiều được không? Lùn hơn nhiều được không? Ok. Lùn hơn sâu đậm luôn á được không? Vẫn chấp nhận. Vẫn chấp nhận. Không, thật ra bạn gái đây nhỏ con mà xinh. Dễ thương. Rất là xinh luôn. Trời à, không lo. Bây giờ mình mong muốn một người chồng lý tưởng thế nào? Trước hết là bạn nó phải có suy nghĩ nhiều cho gia đình á. Con là ưu tiên những người dành cho gia đình. Người đàn ông của gia đình. À, không nhất định là họ không có bạn bè hoặc là họ không thể giao lưu bạn bè. Nhưng mà trong tâm của họ lúc nào cũng sẽ có gia đình. Không nhất định phải là gia đình nhỏ nhưng mà cha mẹ của mình, anh chị em nữa. Mày có nghe anh nói không? Anh mơ ước có một người, một nơi để quay về, một người vợ và một người đứa con chờ đợi anh về. Thì cái đó là nhà của ảnh. Ví dụ như bây giờ con về là nhà của ảnh, nhưng ví dụ như bao bố mẹ, anh chị em, họ hàng được các kiểu. Nhiều khi ảnh về anh chỉ chăm lo cho cái gia đình nhỏ thôi, quên đi cái gia đình to kia thì. À, con muốn chăm lo luôn gia đình to luôn đúng không? Dạ. Thì dĩ nhiên gia đình nhỏ ta chăm lo được thế nào, ta cũng quan tâm gia đình to thôi. Dạ. Cái sợ cái quan tâm gia đình to mà không quan tâm gia đình nhỏ đó, cái đó mới là mệt. Còn gì khó hơn không? Bạn đó sẽ có chiếc cầu tiến, không nhất định là công việc của lương cao hoặc là lương thấp như thế nào, nhưng ít nhất là bạn sẽ phải có suy nghĩ là mình muốn vươn lên. Thêm nữa là có thể yêu thích thể thao, tại vì cũng hơi lười vận động nên là cần một người để cùng nhau vận động. Vừa hết đất vừa hát được không? Không cần đúng không? Đi kiểu cùng đi ra sân xem bóng đá cũng được, vậy là được rồi. Này chắc hít hát không nổi. Không nổi đúng không? Không nổi. Thôi nói vậy thôi. Hai môn em đều biết nhưng mà phải riêng lẻ. Tách ra. Tách ra. Rồi bây giờ chúng ta hỏi người thân nào, bạn trai đi với ai? Em thì không đi với người nhà. Tại vì mẹ thì là không được khỏe, yếu. Rồi không lo. Không sao, có ông Mai lo cho. Dạ. Con đi với ai? Dạ nãy con từ công ty chạy qua nên đi một mình. Rồi thôi. Rồi có chị Lan lo. Hai đứa tự nói chuyện nhau đi ha. À, duyên nó tới, nó sẽ tới thôi. Bây giờ thì mở ra. Bắt đầu đi Ích. Nào, đứng chờ sẵn đi cưng. Anh chào em. Dạ, cảm ơn. Anh giỏi luôn. Dạ. Sô-cô-la. Dạ. Cuộc sống ngọt ngào đó. Cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn em. Em có phần quà nhỏ về quê thôi nên là hy vọng là anh sẽ không chê. Dạ. Cảm ơn anh. Mình cảm nhận về nhau đi. Bây giờ là anh đi làm là anh làm cả tuần luôn hả? Hay là như thế nào? Công việc của anh thì không có ngày nào nghỉ hết. Chủ nhật thì anh dành thời gian buổi chiều cho riêng mình hơn. Bây giờ là anh sống với bố mẹ. Đúng rồi, sống với lại bố mẹ. Anh chị em thì có gia đình hết rồi. Dạ. Còn mình anh thì nhà cũng không có anh lắm. À, lúc nãy em chưa có nghe, không biết là anh sinh năm mấy. Anh sinh năm 88, còn em? Em dạ, em sinh năm 89. Sinh năm 89. Dạ, anh rồi, là bạn tính hẹn hò nhé. Nói chung là phải có thời gian tìm hiểu nhau hơn, thêm hơn về tính cách. Dạ. Đó, bây giờ nhà người ta ở Bình Dương, người ta làm ở quận nhất, tìm hiểu như thế nào nè, thời gian gặp nhau như thế nào để tìm hiểu nhau nè. Từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Bình Dương cũng không phải xa lắm. Nói chung là có tình cảm rồi thì khoảng cách nó cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Nhưng mà cũng phải gặp nhau mới biết có tình cảm nhau hay không chứ. Đúng rồi, lúc trước thì có xuống Thủ Dầu Một ngoài, nói chung công việc cũng có xuống Thủ Dầu Một, Tân Uyên cũng có xuống ngoài. Cái đoạn đường nó cũng đi thường. Dạ. Em làm
cái công việc á, cái tính chất công việc nó ra sao vậy em? À, em làm giờ hành chính rồi, em chỉ làm đến thứ sáu thôi, thứ bảy chủ nhật em nghỉ. À, thứ sáu thứ bảy chủ nhật. Bây giờ một tuần có thể đi xuống Bình Dương chở người ta đi chơi được mấy ngày? Một tuần chắc được một ngày. Tuần ngày được em? Em miễn cưỡng rồi chị, công việc cũng vất vả quá nên miễn cưỡng. À vậy. Miễn cưỡng. Dễ dàng. Năm nay bạn nào cũng ngoài 30 rồi, hỏi có bây giờ hẹn hò nhau rồi tới bao lâu thì bạn gái cho tiến tới, hỏi bạn gái đi. Theo em nghĩ thì là cái chuyện tìm hiểu để hiểu nhau hơn thì chắc khoảng nửa năm thôi là có thể tiến đến hôn nhân. Rồi, hỏi bạn gái có chịu không? Nửa năm nữa kết hôn chịu không? Hỏi. Không, em nghĩ là bạn gái chịu. Thật ra thì em nghĩ là khoảng nửa năm đến một năm, nửa năm nó cũng còn hơi sớm. Có nhiều... Nãy mới nói với tôi là đang chờ sẵn chừng nào cũng được, chừng nào thì lấy chồng được. Hiện tại thì cũng được. Hiện tại thì cũng được. Tại vì nhưng mà mình tìm hiểu thì tìm hiểu hơi lâu xíu chú anh. Đúng rồi em. Hợp lý. Hợp lý. Kỹ kỹ một chút thì sau này mình sẽ gắn bó lâu dài. Rồi chúng ta bước tới một cái bước tiến nữa đó là kết hôn nè. Bây giờ kết hôn xong các bạn ở đâu nè? Có làm dâu không hay là như thế nào? Bàn đi. Anh thì có cái dự tính tương lai là ở riêng, không thích ở với lại bố mẹ. Em nói em thích ở riêng, thế thì em đã chuẩn bị gì cho cái cuộc sống hôn nhân của mình chưa? Có chứ, về kinh tế rồi cái thứ. Là giờ mua nhà riêng được rồi ha? Hiện giờ chưa được. À. Nhưng mà trong dự tính là trong một khoảng thời gian nữa thôi. Đã có dự tính là tốt rồi, hợp lý đúng không? Không làm dâu đó. Không làm dâu. Nhưng mà nếu vậy thì bố mẹ thì như thế nào? Tại vì chỉ còn có anh và bố mẹ đúng không? Các anh chị em thì đã có gia đình hết rồi. Thì nếu là con út mà nó không làm nhà, không ở nhà chăm sóc bố mẹ thì có vấn đề gì không? Không có nghĩa là ở gần bố mẹ thôi. Rồi, hợp lý. Rồi, bước tới gần hơn nữa. Em hỏi thẳng luôn đi, bây giờ kết hôn xong rồi anh có đưa tiền cho em hai giữ người hay nắm không? Tay nhau đi rồi hỏi tiếp. Về mặt gia đình á, khi mà kết hôn xong á thì mọi thứ là một thôi. Dạ. Yeah. Thì em cảm thấy anh nói như vậy có đúng không? Mà nó hơi chung chung quá, anh chi tiết được không? Về tài chính là hai vợ chồng thì là cùng nhau mà giữ thôi. Nghĩa là của ai người nấy giữ? Không, cùng nhau giữ. Bạn gái muốn cụ thể giữ chung là sao đúng không em? Đúng rồi. Theo cái quan niệm của em á là chung một cái sổ tiết kiệm gì đó, gia đình có vấn đề gì á thì ngồi bàn với nhau. Hỏi cụ thể là giờ làm lương một tháng xong là bỏ hết vô tiết kiệm luôn hay là sao? Anh nghĩ là vậy đó. Ngoài những chi tiêu nhỏ ra thì còn bao nhiêu là để vô tiết kiệm hết. Chi tiêu nhỏ là nhiêu? Tiền chi phí đi lại rồi nói cái thứ này Lan hỏi khó quá. Tùy theo mỗi tháng chi tiêu cái này kia chứ. Đâu phải làm tháng nào bỏ tiết kiệm đủ tháng đó đâu. Nhiều khi làm xong không đủ rồi sao? Tại tôi sợ lãnh lương 20 triệu bỏ vô có 10 triệu. Tại tôi sợ lãnh lương 20 triệu bỏ vô có 10 triệu. Hả? Bạn gái đồng ý với đề xuất của bạn trai đưa ra không? Thật ra thì con thấy nó cũng là quý hai. Anh có hút thuốc hay uống rượu? Anh có uống bia hay anh uống rượu? Hút thuốc thì anh không hút. Mà anh làm việc hết việc nhà được đó. Anh không có phân biệt. Anh không có phân biệt công việc. Nói chung là người nào khỏe người đó làm. Mệt thì mình làm phụ qua thôi. Mà em có hay mệt không? Không, em không mệt. Người nào khỏe người đó làm mà anh không biết nào khỏe. Anh không biết lúc nào anh khỏe, ngày nào anh cũng khỏe. Nào, chúng ta về vị trí thôi các bạn. Để tay mình bấm thôi. Nhìn thẳng về phía trước, kiểm tra lại con tim mình một lần nữa xem nó có rung động trước đối phương hay không. Nếu có, chúng ta cho ngay cơ hội đó. Còn nếu không, không cần bấm. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Nếu như hai trái tim không đồng đều với nhau thì sẽ không bao giờ sinh ra một định lý nào cả. Và chúng thấy ở điều đó. Thôi thì trên sóng truyền hình á, chàng trai nào mà chúng ta đồng điệu với cô gái tên Mơ thì bấm nút cho cô ấy và gửi thông tin về chúng tôi. Còn cô gái nào mà thấy rằng mình hợp với lại anh X thì gửi thông tin về chúng tôi quý vị nhé. Cảm ơn hai bạn rất nhiều đã đến đây. Cảm ơn anh. Cảm ơn chú. Cảm ơn chị. Dạ vâng. Chị ơi, bây giờ chị giới thiệu, tự chủ động giới thiệu một số thông tin cơ bản về bản thân của mình nhé.
ngày tháng năm sinh, tên tuổi, nghề nghiệp của mình. Chào bạn, chào chương trình ạ. Mình tên Trần Dương Thanh Thảo, sinh năm 1981. Mình sống và làm việc ở Hồ Chí Minh ha. Hiện giờ mình đang làm nhân viên phòng ở một công ty ở khu Nguyễn Tân Bình. Dạ, chị làm nhân viên văn phòng về mảng gì ạ? À, mình thì do hồi xưa mình có đi Nhật á, thì mình học kế toán nữa. Cho nên công ty mình làm bên về kế toán nội bộ với nói chung thông dịch viên thì công ty mình ai cũng biết tiếng Nhật hết. Thì nói chung là kế toán văn phòng biết tiếng Nhật. Dạ vâng. Chị có điểm mạnh, điểm yếu gì chị Thảo nhỉ? Điểm mạnh thì nói chung là mình không có thấy điểm mạnh chỗ nào hết á. Chị có thấy là từ nhỏ lớn mình thấy cái gì mình cũng không có điểm mạnh á, không có cái gì gọi là để tự hào hết. Cho nên cái gì mình cũng phải cố gắng để mà cho bằng với người ta đó. Thì nói chung mà mình đặt một cái gì ra thì mình cũng cố gắng đạt được, mặc dù nó không có xuất sắc nhưng nói chung mà cũng là tạm ổn. Mình thấy nó gọi là điểm mạnh thôi chứ mình không biết là điểm gì nữa. À, nếu còn nói tính cách thì nó thật hơn thì mình có thể tự tin là nói là mình nói thật, mình thành thật. Không biết là gì đủ chưa? Dạ, chị có điểm yếu gì ạ? À, điểm yếu thì hiểu như hồi nãy mình nói là mình cũng không có cái gì gọi là được hết á. Nói chung từ ngoại hình cho đến sợ năng khiếu hay là bất cứ cái gì hết. Nói chung ví dụ người ta ví dụ có cái tóc đẹp hay là mũi đẹp hay cái như một cái điểm gì để mà tự hào á. Cả giọng nói hoặc là hát mình cũng không hát được. Đó là như vậy. Mình cố gắng không hát được thì mình về văn nghệ thì mình giống như mình bù lại cái khác, như chẳng hạn như mình học thiêu vũ hoặc là mình cứ học đàn mình học hoài có không xong nữa. Nói chung cũng cố gắng nhưng mà cái đó cũng không được. Dạ, mà về câu chuyện tình trường của chị thì chị đã trải qua mấy mối tình rồi? Chị thấy nói về tình trường thì thật ra thì sao ta, nếu nói yêu đơn phương thì đương nhiên là mình có gì đó mình dễ cũng xúc động đúng không, rung động. Nhưng mà có những người mình thấy mình thích thật sự á thì mình trốn luôn. Ví dụ mình đi chơi mình gặp ai mình thấy mình được á thì mình sẽ tránh để mình hạn chế yêu, mình không muốn yêu tại vì mình thấy có lẽ mình sẽ không được thương yêu nên mình không muốn mình bị tổn thương á. Cho nên giống như là mình giống trước á. Còn nếu mà còn sau này thì đừng nhắc đến chuyện tình cảm, mình hay bị xúc động. À, mình cũng không muốn nói đến nhưng mà hỏi mình nói thôi. Nhưng mà mình hy vọng á, không đề cập đến vấn đề giống như chuyện tình cảm hoặc là gia đình á. À, thì sau này thì mình cũng có gặp một người, thì lúc đó bên gốc mình để mình Nhật, mình có thần tượng một người Nhật. Thì xong rồi nhưng mà cũng trốn ổng. Xong mình về đây thì cũng gặp một người của Na Ná, tự nhiên mình phát hiện ra mình thích cái người đó là do giống người Nhật. Nhưng mà cũng chút xíu thôi, cũng không có tương lai. Và sau cách đây khoảng 2 năm thì mình cũng không dự định thương ai hết, nhưng cái người đó tấn công mình nhiều quá này nọ từng lắm hết. Mà lúc đó cái thật ra mình thấy người đó không có được cái điểm gì hết, nhưng mà tấn công thì mình cũng quen. Nhưng quen mấy tháng thì mình thấy là người ta có ý đồ, chứ thật ra không phải ta thương mình, cho nên thôi luôn. À, người ta có ý đồ gì hả chị? Thật ra thì họ không phải thương mình gì, mình cũng thật thì mình không biết nhà cửa họ đâu luôn ha, mà chỉ biết do làm gần công ty mình á. Đó, thì nếu nói thẳng mình đây nói thẳng với thôi nha, mình không nói trên chương trình á. Thì nếu mình nói thẳng ra nữa thì chắc người ta sẽ biết người đó là giống người ta muốn lợi dụng mình thôi. Thì lúc đó mình mới vừa cắt mắt thì mình nghĩ theo mình đó nha, thì là người ta nghĩ là mình có tiền á hay nọ nè đó. Chứ bình thường trước giờ không có ai tấn công mình hết, mà tại sao thì lúc đó mới, ví dụ người ta bây giờ mình nói bây giờ mình tạm tạm còn được, nhưng cái lúc mình mới cắt cái mắt sinh dù à, lý do nào quan tâm đến mình. Mà thật ra mình cũng hiểu chứ bộ, thì chừng mới có thời gian ngắn thôi là mình cũng đã biết rồi. Thế xong rồi tóm lại là chị chưa có một mối tình nào. À là như vậy hả? Vậy mốt mình sẽ nói là mình chưa có mối tình nào hả? Không phải. Ý em là bây giờ chị có mối tình nào chưa? Đã lên chương trình thì phải thành thật chứ chị. Đây là chương trình thực tế mà. Thì mình đang kể như vậy đó thì mình không biết là như thế nó mình tại vì nói tình nó mới tình đúng không? Thì mình cũng không biết rõ mình đi nói ví dụ là ý thì mình kể như vậy có thể gọi là mối tình không á? Thì cũng có quen, cũng có đi ăn uống một xíu. Rồi, nhưng mà chia tay thì nói chung chia tay mình thấy người ta không ổn mình. Dạ vâng, cái đấy là cái chuyện rất là bình thường mà. Cái đấy là chuyện bình thường để mà trao đổi giữa cả hai bên, để mà cho cả bên nhà trai người ta cũng biết về mình đã trải qua được những cái chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của mình. À thì mình kể như vậy đó, còn mình không biết nếu mà nó thật sự yêu thì
mình với hai người mà yêu nhau mà gọi là có tương lai đó, nhưng mà hình như chắc chở gì đó mình chia tay á, thì mình thấy hình như chưa có, mình chưa có cảm nhận được thật sự là người ta ai thương mình hết. Dạ vâng, bây giờ chị mong muốn chương trình tìm cho mình đối tượng như nào? Mình thì chỉ mong là có người thật lòng thương mình thôi, như đó là đủ rồi. Tại vì nếu mà họ thật lòng thương mình á, thì mình sẽ có cảm giác an toàn, có vui hạnh phúc, và người ta sẽ không sợ mình buồn, ta sẽ làm những gì đó cho mình buồn đúng không? Người ta sẽ sợ nó mình như này là. Ngoại hình như sao chị? À, ý thì mình nói là chỉ cần thật lòng người ta phải xác nhận rõ là thật sự là có họ thương, có thích thương không, chứ không phải suy nghĩ à cô này đủ điều kiện này, cô này đủ điều kiện kia, cô này được thế này thế nọ. Nói chung là sẽ ngờ họ thật sự có thấy cảm giác là thấy thương hay không, chứ không phải là từ từ mà tìm hiểu tiến tới. Lúc đầu biết rồi, mới đầu gặp thì đương nhiên cũng là có thì sự, nhưng mà ý là cũng họ sẵn cũng đang chuẩn bị tâm lý để thương một người nào đó. Và ví dụ họ gặp mình á thì họ cảm giác như vậy chưa, ý là cảm giác của ban đầu không phải là mình nói tiếng xét cái tình gì, nhưng mà có một cách nói chuyện hoặc là gặp mình á thì có một chút rung động chưa, có xây dựng với mình hay không. Nhưng mình nói là vậy đủ rồi, còn tính toán ai điều kiện này cái này như thế nào thì. Dạ vâng, những cái mà chị yêu cầu ấy, ví dụ chị có thể yêu cầu về ngoại hình thì tụi em sẽ tìm kiếm, thật lòng thì ok thì biết rồi đó thì. Chưa, bây giờ em tìm đâu ra người mà người ta hứa hẹn là sẽ yêu chị thật lòng. Có những cái mà yếu tố mà tiên quyết có thể cảm nhận được là bây giờ chị hãy miêu tả về ngoại hình, độ tuổi và địa điểm của chàng trai đó. Dạ, mình hiểu rồi. Thì nếu mà cho được có yêu cầu á, thì mình nếu mà được thích em nha. Ý là sau này nếu mà thật sự người ta thương mà nếu mà được thì nói chung là mình cũng thích cái người có dáng như thể thao. Tại vì phải biết chăm sóc sức khỏe cho mình. Thì tuổi thì phải lớn hơn mình, nhỏ tuổi hơn mình không được, tại em mình nhỏ hơn mình 1 tuổi, em mình sinh năm 82 á, cho nên mình cũng không muốn là nhỏ tuổi hơn mình. Rồi sao ta, thì có một cái thu nhập ổn định đó là được rồi. Không hút thuốc, còn thịt chơi thể thao thì chắc chắn là bụng cũng không bự rồi. Người đấy đang làm công việc gì thì hợp lý ạ? Nếu mà được á, thì mình thích là nhân viên làm công ty á, của khoảng sản xuất thì càng tốt. Tại vì công ty làm việc giờ ổn định á, thì cũng công việc với gia đình với công việc hơn. Nếu mà được thì công ty. Địa điểm vùng miền nè. Vùng miền thì sao nè? Mình miền Tây thì cũng được, mình gốc miền Tây. Còn nếu mà miền Bắc á, thì là nếu mà vô đây lập nghiệp lâu rồi á thì mình cũng thích dòng người miền Bắc á đó, thì cũng không sao. Nhưng mà đừng có nếu mà Bắc quá, thì tại vì mình cũng sợ văn hóa đó, tính mình cũng dễ với mình là mình sống kiểu mà ở chỗ mình quen á, kiểu mà gia đình thì mình không quen lắm, mình không biết như thế nào, mình cũng sợ thôi. Dạ vâng, ok em cảm ơn chị Thảo nhá. Thì nếu mà có thông tin về bạn trai mà phù hợp ấy thì chương trình sẽ liên hệ lại với chị nhé. Rồi chị ơi, mình vui lòng mình giới thiệu về họ tên, công việc, quê quán của mình giùm em ha. Em tên là Nguyễn Kim Thường Chi, quê em là Hải Dương. Mình nói lớn lên nhà em chút nha. Quê em ở Hải Dương, em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc là gì ạ? Công việc hiện tại của em là em đang làm kế toán. Chị, hôm nay chị có đi làm không? Có, hôm nay em có đi làm, em đang đi làm. Rồi, mình sinh năm bao nhiêu á chị Vi? Em sinh năm 1985 ạ. Rồi, mình nói một chút, Hải Dương là gia đình mình còn ngoài đó hay sao ạ? Gia đình em còn ngoài đó. Mấy anh chị em lớn rồi vô trong thành phố Hồ Chí Minh sống, có 2 người ở trong này, còn 2 người thì ở ngoài Hải Phòng, chỉ còn bố ở ngoài Bắc và ngoài đấy thôi. Rồi mình nói một chút về điểm mạnh điểm yếu của mình giùm em nhé. Điểm mạnh thì mọi thứ em đều độc lập được,
từ kinh tế tới công việc tới gia đình thì chị em đều độc lập được. Chỉ có điều là mạnh mẽ quá đâm ra làm người khác cảm thấy là khó gần. Rồi mình còn thật xấu gì nữa không? Cái mạnh gì vậy? Hơi nóng tính. Dạ. Đôi bao nhiêu? Mình được bao nhiêu mối tình rồi ạ? Em có gia đình rồi và có hai bé. Rồi mình nói một cái lý do chia tay với chị ha. Thì do là em sinh hai bé gái á, nên là có một bé sinh thêm bé trai, nhưng mà một bé bắt đầu con điểm cho nên chị em đi hôn. Bao lâu rồi ạ? Bây giờ bé con thì ai đang nuôi ạ? Em đang nuôi. Nay là năm từ năm 2018 tới giờ. Rồi, hiện tại thì mối quan hệ mình với lại bên chồng cũ là sao chị? Không có liên lạc. Em thấy chị cũng đang xúc động á, có nghĩa là mình cái hôn nhân đó thì mình đã sẵn sàng cho một cái mối quan hệ mới chưa? Em sẵn sàng. Rồi bây giờ chắc mình nhưng mà lên ghi hình thì mình có chia sẻ được cái điều đó ra không? Có. Rồi mình nói về cái lý do tại sao mà 4 năm mình không tìm được người phù hợp mà phải tham gia chương trình ạ. Tại vì trong thời gian trước thì mình cũng không có muốn bước thêm một cái mối quan hệ mới, mà tập trung cho chăm sóc các bé để cho nó mình sợ là nó bị ảnh hưởng tâm lý đó. Để cho nên mình tập trung vào chăm sóc bé là mình tập trung để công việc đó. Bây giờ thì mình muốn tìm một cái mối quan hệ mới để nhưng mà mối tình của chị là có cái tìm cái người phù hợp không? Tại vì mình làm việc ở một công ty nhỏ thì công việc thì mình cũng rất là linh động, cho nên mình không có giao tiếp với nhiều người. Bởi vì chủ yếu là thời gian mình làm việc xong rồi tranh thủ về nhà để lo việc gia đình của mình, lo việc cho con cái, cho nên không có giao tiếp nhiều. Bây giờ mình muốn tìm một người như thế nào chị? Chị mô tả kỹ giùm em ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. Mình không muốn mình tìm một người nào mà có thể chấp nhận chuyện mình có hai đứa con. Mình cũng không cần phải phụ thuộc về kinh tế, chỉ cần người đấy gọi là hiền lành, biết lo cho gia đình. Vậy không? Trên đó như vậy đang nuôi hai đứa con được không? Không, mình nuôi con. Ý em nói là bây giờ cái anh mà tụi em tìm cho chị á, ảnh ly hôn, ảnh đang nuôi hai đứa con nuôi được không ạ? Được. Rồi, ok chị. Nếu mà được chọn, chương trình liên lạc lại với mình nha. Dạ vâng, dạ, cảm ơn.